Những ngày cuối cùng của tháng Chạp, công ty điện lực Quảng Nam đã đóng điện trạm biến áp làng Khe Chữ, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Đây là công trình điện được đấu nối từ lưới điện quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho 144 hộ đồng bào ở những khu vực bị sạt lở núi về sinh sống tại khu tái định cư trước thềm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Để cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào ở vùng sạt lở núi vào tái định cư tại khu dân cư Khe Chữ, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, công ty điện lực Quảng Nam đã thi công 2,3 km đường dây 22 kV, 1,3 km đường dây 0,4 kV và một trạm biến áp có dung lượng 31,5 kV/A. Ngoài các hạng mục trên, điện lực Quảng Nam còn thi công lắp đặt miễn phí các phần việc sau công tơ, lắp đặt mạng điện và bóng đèn điện, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện cho đồng bào. Trước đây bà con mình ở trên làng cũ là nó bị sạt lở, nhà cửa bị sụp hết trơn. Giờ là chuyển đến nơi ở mới, nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ làm nhà này. Bên cạnh đó nữa, nhà nước còn kéo điện đến từng nơi, đến từng nhà. Bà con cũng rất cảm ơn bên ngành điện. Đến giờ phút này, điện đã đóng trước Tết để bà con yên tâm ăn Tết, có ánh sáng, có điện, có máy móc để đón Tết vui tươi của nhân dân. Đối với bản thân cũng như tất cả mọi người, cán bộ ở xã cũng rất phấn khởi, rất là vui. Trong các trận mưa lũ hồi cuối năm 2017, thôn 2 xã Trà Vân là nơi xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng khiến nhiều nhà ở của đồng bào bị vùi lấp và 4 người thiệt mạng. Để ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào, xã Trà Vân và huyện Nam Trà My đã chọn và xây dựng khu dân cư Khe Chữ tại khu vực, cách xa khu vực xảy ra sạt lở núi hơn 5 km. Trước thềm năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đã có 70 hộ gia đình đồng bào đã được giúp đỡ để làm lại nhà ở mới và được lắp đặt miễn phí các thiết bị sau công tơ điện để phục vụ điện sinh hoạt trong gia đình. Cùng với việc đóng điện cho khu dân cư Khe Chữ, đến thời điểm này, có thêm gần 2.000 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng sạt lở núi ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My được sử dụng lưới điện quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Song song với cái việc mà thi công cái đường dây trung hạ thế, thì trong thời gian vừa rồi là chúng tôi cũng phải là triển khai đồng thời với cái việc mà thi công đường dây trung hạ thế thì là tiến hành lắp đặt cái đường dây sau công tơ, lắp đặt đường dây ở trong nhà dân. Và để làm sao đó mà khi mà cái đường dây trung thế nghiệm thu đóng điện xong ấy thì là có điện đóng vào cho nhà dân ngay lập tức. Với cái nỗ lực của những cái đồng chí bên điện lực thì đến ngày hôm nay đã đóng được điện được khu Khe Chữ. Và khu Khe Chữ này thì hiện nay chúng tôi đã, người dân đã làm nhà là 98 ngôi nhà đã làm xong. Và trưa hôm nay thì điện lực đã vào hết những ngôi nhà đó. Đây một điều tôi nghĩ là cái nỗ lực của chính quyền địa phương và cái sự mà quyết tâm cao của tập đoàn điện lực. Cùng với việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hỗ trợ đồng bào ở những khu vực sạt lở núi làm lại nhà ở mới tại khu tái định cư Khe Chữ, việc đóng điện cho đồng bào nơi đây không chỉ là niềm vui trước dịp Tết đến xuân về, đây còn là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để đồng bào yên tâm gắn bó lâu dài với nơi ở mới để hướng đến sinh kế bền vững hơn trong tương lai.